Sau Hoàng Nhật xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng con máy điều hòa một cục phục vụ các bác. Như là các bác Sài Gòn hiện tại giờ đang rất là nóng, các bác nhu cầu mua rất lớn rồi. Các bác ngoài Bắc thì chắc phải tầm sang đầu tháng 4 thì bắt đầu thì thời tiết nóng, bắt đầu các bác mua mới nhiều. Ở đây em lên tiếp một con Kuzumi 8000 BTU. Đấy, chạy trong phòng khoảng 15 m² trở lại. Máy chạy rất khỏe các bác nhé, chạy rất khỏe, nhiệt độ xuống sâu. Các bác lưu ý đây là điều hòa một cục nhé, sử dụng lốc, sử dụng ga. Đấy, cho nên là không phải là quạt hơi nước ạ. Để dùng được thì các bác lưu ý là phải có biến áp cho nó. Đây là máy hàng nội địa Nhật, sử dụng điện lưới 100V, công suất của nó vào khoảng điện vào khoảng 600-700W điện một giờ, chạy hết công suất. Còn nếu mà khi mà chạy được nghỉ ngơi theo đúng chế độ thì nó cũng chỉ tiêu khoảng 200-300W một giờ thôi. Hiện tại em đang test nhiệt độ ở cửa gió này các bác này. Nhiệt độ cửa gió nhé, đây là 12,6 độ C này, yeah. Đấy, nhiệt độ tại cửa gió nhé. Đấy. Cửa gió, đây là khu vực cửa gió các bác nhé. Còn đây là mặt dàn lạnh này. Đấy. Mặt dàn lạnh, có lưới dàn lạnh thì một thấy dùng bẩn các bác vệ sinh nhé. Trong này là dàn lạnh. Đấy. Dàn lạnh toàn bộ ống đồng 100% luôn, riêng hàng Nhật. Không có ống nhôm, toàn bộ ống đồng hết. Chất lượng của nó thì đứng đầu thế giới về công nghệ rồi. Không gì các bác phải nghĩ ngợi cả. Ở phía đằng sau này là khu vực dàn nóng thổi khe nóng này, chiều nóng khoảng 5 phân, chiều cao khoảng 60 phân. Đấy, các bác bố trí đặt lên cửa sổ hay một ô nào đó để thoát cái khí nóng ra ngoài. Sau đó mình chèn xung quanh cái điều hòa này lại, chèn xung quanh lại. Thì các bác sẽ có một cái mặt lạnh quay vào đằng trước trong phòng như lắp những cái điều hòa Liên Xô ngày xưa đấy. Đấy. Rất phù hợp cho các bác hay phải di chuyển ở phòng trọ hay ở nhà không lắp được cục nóng. Hay là các bác sợ chi phí tốn kém cho cái điều hòa hai cục thì con này nó là một cái lựa chọn rất tuyệt vời đấy ạ. Máy hàng bãi nguyên bản, 100% không có sửa chữa gì nhé. Hình thức như trên clip. Con này em để mã số 1 này. Giá bán 3,8 triệu đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Chưa có phí vận chuyển, chưa có biến áp đi kèm. Biến áp thì là 400.000 một chiếc. Bác nào lấy thì các bác liên hệ. Xin chào các bác.